chương trình Giờ Kinh Tối Gia Đình. Hôm nay thứ ba, cùng với giáo xứ, chúng ta cầu xin ơn thánh hóa cho gia đình. Xin mời đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xét mình và thống hối tội lỗi. Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trong lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời chịu nan chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phán nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cái và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa diệt tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng để lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu đến miền Caesarea Philippi và hỏi các môn đệ rằng: người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một trong các tiên tri. Chúa Giêsu nói với các ông: phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: hỡi Simon, con ông Giô-na, con có phúc vì chẳng phải xác thịt máu huyết mà khải cho con, nhưng là Cha thầy đấng ngự trên trời. Vậy thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm: trải dài chặng đường theo Chúa, được ở cùng và chứng kiến các việc làm, lời nói của Chúa Giêsu. Hôm nay Phêrô đúc kết một xác tín: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đây là lời tuyên xưng được chính Thiên Chúa mặc khải cho ông, cũng như cho giáo hội nhận biết được trọn vẹn căn tính và sứ vụ của Chúa Giêsu. Nhờ thế, chúng ta thấy được rằng chính khi Phêrô tuyên xưng đức tin cách mạnh mẽ nơi Thầy Giêsu, cũng là lúc ông được củng cố và vững bước hơn trên hành trình theo Chúa. Trong đời sống hàng ngày, tại gia đình, nơi làm việc, trường học hay khu vực công cộng, mỗi người chúng ta đã tuyên xưng đức tin của mình thế nào? Tôi có làm dấu thánh giá trước và sau khi ăn nơi công cộng không? Tôi đã sẵn sàng nói về Chúa cho người khác chưa? Hay tôi đã sống hết mình với ơn gọi Kitô hữu qua cử chỉ yêu thương người xung quanh chưa? Bởi như lời của Thánh Gia-cô-bê nói, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn đức tin và lòng nhiệt thành xuống trên chúng con, để từng ngày sống, chúng con biết làm sáng danh Chúa qua việc chu toàn tốt các việc bổn phận và sống chan hòa, vui vẻ với mọi người xung quanh. Amen. Ngắm mầu nhiệm năm sự thương. Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà.
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi xa hoa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con còn trao e và ở chốn khách đầy. Kêu đến cùng bà, chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi ơi, bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau cõi này, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Mẹ ơi, trước nhang mẹ con dâng về mẹ một tràng hoa mong côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời cùng cô đức tin của chúng con,
cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Chúng con trong cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng lang. Hằng Chúa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy đất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tình rất thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy các thánh từ đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.